Kênh Ghiền Nấu Ăn và Duyên Nguyễn đã thực hiện nhiều công thức nấu canh chua chay trước đây rồi. Và video hôm nay em cũng sẽ nấu canh chua chay, nhưng nguyên liệu lần này có chút thay đổi, vừa khác biệt lại vừa rất đặc biệt luôn. Nguyên liệu đầu tiên, em dùng 250g cọng rau muống đồng, hay còn gọi là rau muống đỏ hoặc rau muống tím, vì thân cọng rau muống có màu hơi tím tím, đỏ đỏ, hồng hồng như thế này. Thân cọng rau muống đồng no tròn cỡ ngón tay, nhìn rất mọng nước và ăn thì giòn rụm luôn. Có một lưu ý nho nhỏ khi lặt rửa rau muống đồng là cả nhà nhớ đeo bao tay vào, vì loại rau muống này hơi nhiều mủ, nhiều nhựa, dễ dính vào tay. Nguyên liệu tiếp theo, em dùng 100g nấm mối đen. Với loại nấm này, cả nhà chỉ cần gọt tỉa sạch chân nấm rồi đem rửa sạch lại với nước là được. Và loại bông mang nét đặc trưng cho món canh chua chay của chúng ta ngày hôm nay chính là bông so đũa. Em dùng 100g bông so đũa. Bông này khi mua ở chợ thì tại nguồn người bán đã lặt sạch sẵn rồi. Cả nhà mua về chỉ cần rửa qua 1-2 nước cho trôi đi bụi bẩn là được. Nguyên liệu đã có, bây giờ em sẽ tiến hành nấu canh. Em làm nóng chảo với một muỗng ăn canh dầu ăn. Em cho một muỗng ăn canh sả băm nhỏ, một muỗng ăn canh tỏi băm nhỏ, một muỗng ăn canh củ hành tím băm nhỏ, một trái ớt sừng đỏ không cay băm nhỏ. Mình phi vàng thơm 4 gia vị này. Khi sả, hành, tỏi, ớt vàng thơm lên rồi thì em tạm thời tắt bếp, vớt ra ngoài một nửa, nửa còn lại giữ trong chảo. Để tạo độ chua thanh cho món canh chua chay, em dùng 250g trái cà chua chín, 150g trái thơm chín. Em cho 150g đậu hũ chiên. Em nêm một muỗng cà phê muối, một muỗng ăn canh hạt nêm chay, 2 muỗng ăn canh nước mắm chay, một muỗng ăn canh đường. Giờ em bật bếp trở lại, mình xào cho nguyên liệu thấm gia vị. Em cho vào đây 1 lít nước dừa khô để lấy vị ngọt thanh tự nhiên cho món canh chua chay. Cả nhà nấu cho nồi canh sôi lên, rồi mình thả nấm mối đen cùng cọng rau muống đồng vào. Tiếp tục nấu cho canh sôi lại lần nữa. Giờ em cho tiếp bông so đũa vào. Những cánh bông mỏng manh ngọt lành này mau chín lắm, nên cả nhà chỉ cần dùng đũa nhúng cho bông xèo xuống là được. Mình đừng nấu lâu để giữ độ giòn ngon cho bông nha. Rau nêm cho món canh chua không thể thiếu mấy cọng ngò gai và rau ôm sắc nhỏ. Tới đây là đã hoàn thành xong món canh chua bông so đũa rau muống đồng nấu chay rồi đó cả nhà. Múc canh ra tô xong thì cả nhà đừng quên để lên mặt tô canh chút sả, hành, tỏi, ớt phi vàng thơm cho hấp dẫn nha. Dù ngày mưa hay ngày nắng, dù bất cứ thời điểm nào trong ngày, vào bữa cơm mà có tô canh chua thanh mát như thế này là y như rằng bữa cơm đó ngon miệng đến no nê. Nhưng nếu ngán cơm thì mình làm một tô canh chua chay chan bún là cũng ngon hết ý hết lời luôn. Cả nhà nhớ dọn thêm chén nước mắm chay ngâm ớt hiểm cay nồng để chấm cùng cho thêm phần đậm đà nha. Kênh Ghiền Nấu Ăn và Duyên Nguyễn mến chúc cả nhà nấu canh chua bông so đũa rau muống đồng phiên bản chay thành công.